bộ sưu tập mới của Dolce & Gabbana và Bottega Veneta, tin từ Milan. Thương hiệu Dolce & Gabbana đã gây xúc động mạnh đối với người xem khi giới thiệu bộ sưu tập về tình mẫu tử tại tuần lễ thời trang Milan. Nếu như bộ sưu tập nam ra mắt tháng trước gợi ký ức về gia đình, thì các thiết kế dành cho nữ giới lần này tập trung vào người mẹ, điểm tựa của gia đình. Hai nhà thiết kế tài năng Domenico Dolce và Stefano Gabbana rất khéo léo và sắc bén trong việc thổi tình yêu, cuộc sống, những mối quan hệ của bản thân và những người xung quanh vào trong các thiết kế của họ. Bộ sưu tập chào mừng ngày của mẹ với hoa hồng là họa tiết chính. Đó là món quà mà những người con dâng tặng mẹ trong ngày của mẹ. Riêng với Stefano Gabbana, còn gợi nhớ về thời thơ ấu, về mùi son môi hương hoa hồng mà mẹ ông thường dùng. Nét đặc sắc của bộ sưu tập còn được thể hiện qua những bộ cánh in họa tiết ngộ nghĩnh, giống như nét vẽ thời thơ ấu của mỗi chúng ta, nhắc về những ngày xưa bên mẹ. Trong cùng ngày, thì nhãn hiệu thời trang nổi tiếng Bottega Veneta cũng đã cho ra mắt những thiết kế tươi sáng với phong cách thời trang thanh lịch và tinh tế, với chất liệu len, lụa mịn, satin hay da bò, cấu tạo bởi giám đốc thiết kế Thomas Mayer. Thời trang áo sơ mi được đánh giá là đẹp nhất, đáng yêu nhất của Bottega Veneta.